Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Rất là cảm ơn các anh em đã dành ra những cái thời gian quý báu, những cái thời gian nghỉ ngơi của anh em vào giai đoạn cuối tuần để vào trong cái video clip của Tuấn Cơm và thưởng thức nó. Đấy chính là cái niềm vinh hạnh trên kênh của tôi. Đấy, niềm vinh hạnh của bản thân tôi khi mà được anh em yêu quý và tin tưởng giao phó cho cái nhiệm vụ là làm cho anh em một cái nội dung giải trí. Để anh em có thể là refresh lại đầu óc sau một cái tuần làm việc và học tập căng thẳng. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em sẽ có một trải nghiệm thú vị trong video clip ngày hôm nay anh em nhé. Và xin được nhấn mạnh là những cái nội dung hay nhất thường là tôi sẽ để dành đến cuối tuần và tôi up lên nha anh em nhé. Và như thường lệ, phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Hôm nay thì tôi cũng nói chung là cũng hơi vội nên là tôi cũng chưa kịp tổng kết các anh em mà đăng ký hội viên mới cũng như là các anh em gia hạn hội viên. Nên là tôi hẹn anh em vào ngày mai tôi sẽ tổng kết lại một lần nhé anh em nhé. Và hôm nay thì tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Việt Thông, anh em Đào Thanh Sơn và anh em Vũ Đức Long đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và tôi hy vọng là cái video clip ngày hôm nay nó sẽ khiến cho các anh em cảm thấy nó cũng sẽ hay như cái video clip ngày hôm qua anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thôi. Thường thì những cái video clip mà tôi làm để mà tôi làm thành siêu phẩm ấy là thường là tôi sẽ không có cố định là tôi chơi cái gì cả, mà thường là tôi sẽ lựa vào trong cái trận đấu nó có đồ như nào và có bài ra sao thì tôi sẽ chơi theo nha anh em nhá. Nó sẽ biến hóa một cách rất là linh hoạt, làm nào để nó tạo ra một cái siêu phẩm vô cùng biến hóa ảo diệu anh em nhá. Rồi để xem nào, trận đấu này thì chúng ta có một cái búa set rồi đấy, nhưng mà liệu rằng chúng ta có lên chơi là assassin không. Đấy, trận này thì có Selling Assassin này, nhưng mà ở trong cái bảng truyền thuyết thì nó có con Tesulami. Và Tesu ấy thì chúng ta cũng có thể chơi được chí Hunter. Đấy, cái này thì chúng ta vẫn chưa biết là chúng ta chơi gì đâu, nhưng là cứ phải bình tĩnh đã, cứ bình tĩnh đã nha anh em nhá. Từ từ, nó phải ra một cái gì đấy mà nó phải thật sự là nó phải khiến cho chúng ta cảm thấy là nó là mấy con có thể chơi được giai đoạn đầu game, sau đó thì chúng ta mới có thể là chơi được. Còn bây giờ tầm này chưa biết. Những cái con này không hề là những cái con co, không hề là những cái con 2 sao nên là cũng chưa biết. Oh, Berserker à? Berserker có chơi không? Berserker trận này không có Lancer. Trận này không có Lancer, Glacier à? Don't worry, I got your back. You can trust me. Được, 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 được. Glacier cũng được anh em nhá. Rồi, cứ bình tĩnh, từ từ đã, để xem. Berserker là một trong những cái con có thể làm co. Đấy. Bình tĩnh. Bây giờ đang chưa chốt được đâu. Cứ từ từ đã anh em ạ. Bây giờ bán đi tích tiền này, bán đi tích 10 tiền nữa này. Đấy. Glacier kẹp với cả 6 Glacier kẹp với cả Medusa đấy là chơi được đấy anh em. Đấy anh em thấy là trước cái ngày hôm nay là tôi đã có mấy cái siêu phẩm rồi liên quan đến cái bộ đấy rồi. Và cái bộ đấy là cái bộ sinh ra là để đấm cái bộ Witcher đấy. Đã giới thiệu cho các anh em ở những cái video clip trước. Nhưng có một cái này, có một cái đấy là cái món đồ ấy. Có một cái thứ nó trùng. Đấy. Anh em nào tinh ý anh em biết ngay là tôi không dám lấy bởi vì là có một cái thứ nó trùng. Đấy, bây giờ tôi lấy cái bộ set ấy, khả năng cao là tí nữa nó sẽ bị không chặn đồ nên là tôi quyết định là tôi không lấy. Đấy, còn trùng thứ gì thì anh em thử comment nhá. Bây giờ tôi cứ có kiểu úp mở thế để cho các anh em tương tác nhiều hơn. Như là cái video clip trước ấy tôi úp mở cái việc là làm nào để counter cái con máy bay ấy. Là có nhiều anh em cũng trả lời nó cũng gần như là chính xác. Đấy, thì hôm nay tôi cũng đưa ra những cái úp mở để cho anh em là tại sao tôi không lấy cái bộ set. Nó có liên quan đến một vài cái thứ mà chúng ta khả năng là chúng ta sẽ phải đợi anh em nhá, đợi chút. Nếu mà lấy sớm thì chúng ta sẽ mất ngay một cái món đồ mà nó là tối quan trọng ở giai đoạn lên game nên là tôi chưa lấy vội. Chắc lại phải bán tiếp rồi để kiếm lấy cái 20 tiền. Rồi, lấy cái con này đi, tí nữa đẹp quá ấy. Và có một cái lý do ấy mà tại làm sao mà trận đấu này tôi lại không bỏ bài và tôi đánh. Đấy, nó cũng có một cái lý do khác nữa.
Đố anh em đoán được là nó là lý do là gì. Đố anh em đoán được luôn là tại sao mà tôi không bỏ bài vào đánh. Thực ra nếu mà bình thường tôi bỏ bài vào đánh ấy nó ngon ơ ngay. Anh em à, đơn giản đúng mà. Nhưng mà trận này là nó cũng có lý do để mà tôi quyết định là tôi không bỏ bài vào tôi đánh. Đấy. Tất cả nó đều có mục đích của nó chứ không phải là tự nhiên mà tôi bỏ bài ra đâu. Chứ còn bình thường là tôi cũng bỏ bài tôi đánh bình thường thôi. Nó không có đến mức độ mà tôi phải bỏ trắng bàn như này đâu. Liệu rằng có phải là một trận đấu như là gì? Đó là kỳ phùng địch thủ không? Liệu rằng có phải là như thế không? Ok, đây rồi. Nó sẽ có những cái dấu hiệu ở đây anh em ạ. Greater nó cũng sẽ không phải là một cái sự lựa chọn tồi đâu nha anh em nhá. Greater cũng rất là ok đấy. Đấy, Greater nó sẽ tiết kiệm cho tôi một cái món đồ. Nhưng mà thôi, cứ từ từ đã. Để xem. Thực ra chúng ta vẫn đủ tiền để có thể mua được cái con Dominator. Đúng anh em? Đấy. Chúng ta có thể ôm hết cái chỗ này. Thọt tiền một chút nhưng mà chúng ta sẽ có một cái định hình. Anh em ạ, chúng ta sẽ có một cái định hình là chúng ta sẽ chơi gì? Glacier hay là chúng ta sẽ chơi là Greater. Rõ ràng. Trận này thì Greater ấy nó có một cái đội hình về cái bộ truyền thuyết ấy là cũng rất là ok. Đấy, tức là chúng ta có thể chơi được nếu mà chơi Greater anh em nhá. Cái lượng đồ này thì nó đang thiếu một chút nhưng mà cũng được. Nó sẽ tiết kiệm cho tôi một cái món đồ và nó sẽ phải có thêm một cái món đồ. Đấy, nó vẫn bị trùng một cái món đồ ở trong cái bộ Greater. Nó chính là cái gì. Và nó không cần cái gì. Đến đoạn này tiết lộ cho anh em chưa nhỉ? Đấy, Greater nó không cần cái gì, cái dây chuyền kháng nó không cần. Mà nó cần là gì? Cần cái giáp thép. Đấy, nên là giáp thép nó bị trùng vào cái búa xếp nên là tôi cũng chưa dám lấy đồ. Đó, ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ mua con này vào. Ok, tròn tiền. Có thể là sẽ là 4 đỏ. Mà ra 4 đỏ thì khả năng là tôi sẽ chơi Glacier luôn. Nếu mà 4 đỏ thì không cần kích Greater nữa. Nha anh em nhá. Đấy, mà trận này thì chúng ta có thể chơi là gì? Shaman. Tự nhiên tôi lại nhớ ra là chúng ta có thể chơi Shaman. Đúng không? Chính xác. Bởi vì làm sao? Chúng ta có một cái con Shaman 5 tiền rồi. Chỉ cần câu thêm con gấu nữa thôi. Đấy, tôi mua sẵn cái con gấu này ở đây. Ok. Vậy là gặp cái thằng có chuỗi thua là vào đúng cái round 11 anh em ạ. Quá đen. Tôi mong gặp sớm tôi bỏ bài vào ấy. Bởi vì thực ra là bài của tôi nó cũng có thể là chơi được rồi. Cần thì tôi roll mấy cái được mà. Bây giờ chỉ cần kiếm thêm một Glacier là có 4 Glacier thôi. Mà kiếm thêm một đỏ là có 4 đỏ. Đấy. Thế nên là cái đội hình là nó cũng tương đối là có thể là gọi là mạnh rồi đấy. Ok. Trận này được cái là tôi bỏ bài trắng và tôi cũng không ra được cái con God of Light để mà eco anh em ạ. Đó. Chúng ta không ra được con God of Light nên là chúng ta mất khá nhiều máu. So với cả cái thằng mà đó đang có chuỗi thua cũng là cộng 6 rồi kìa. Đấy, có cái sự khác biệt đấy. Tôi không kẹp được vào cái con Eco nên là nó còn 67 máu. Nếu thằng kia nó kẹp được nó còn 77 máu. Nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Nhưng mà không sao. Cái sự khác biệt thì nó đến từ cái trình độ người chơi chứ nó không đến từ cái việc là chúng ta ra được cái con Eco sớm anh em ạ. Yên tâm, bình tĩnh. Cứ từ từ. Tôi đã bảo tôi có lý do rồi, tôi bỏ bài trắng mà. Rồi. Ui cái đó quái này thế nào đây? Ui chắc chắn là ăn được chứ. Làm gì có chuyện thua quái. Nhưng mà đồ thì hơi khèo nhỉ. Đồ nó lại ra cái bắn trưởng à. Đồ lại ra đồ bắn trưởng à. Chưa thấy cái ngọc máu. Vẫn chưa thấy ngọc máu này. Căng phết nhỉ. Rồi, bỏ bài, cắt chuôi cái đã. Mà tôi sẽ chốt đồ luôn, bởi vì round sau tôi đánh chuỗi thắng rồi anh em. Cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ đấy đấy anh em ạ. Tức là tôi là không phải là tôi eco là vì là tôi không đánh được đâu. Mà tôi eco là tôi cố tình phá chuỗi đấy. Chứ còn tôi thì tôi có thể đánh ngay lập tức sau cái round này luôn.
bài có thể mạnh ngay lập tức và có chuỗi thắng ngay lập tức anh em nhá. Đấy, đây là nó là một cái trận đấu đỉnh cao. Đấy, tôi cũng nói luôn, thế nên là cái độ gắt của nó là rất gắt. Cái việc phá chuỗi đó là quá là bình thường. Rồi, tự nhiên nó lại ra con Eco anh em ạ. Thế là tôi lại quyết định Eco. Tôi lại quyết định Eco luôn. Nếu mà nó không ra thì tôi không có Eco đâu, nhưng mà nó ra thì tôi lại Eco tiếp anh em nhá. Tôi cũng chưa vội là xả tiền vội. Bình tĩnh. Cái bộ này nó cần phải lên 8 cơ. Cái bộ này nó cần lên 8, lên 7 cũng được, lên 7 cũng được, nhưng mà với điều kiện Berserker lên 2 sao. Đấy, Berserker lên 2 sao. Hoặc Berserker thì có vẻ hơi tham. Thôi, nhẹ nhàng thôi. Superman lên 2 sao nhá. Superman lên 2 sao thì tự tin là up cấp nó đánh chuỗi thắng luôn. Còn bây giờ nó vẫn kiểu nó vẫn chưa phải là tự tin. Nếu mà muốn tự tin thì là phải làm nào? Round này là xả tiền luôn, lên 7 và xả tiền hết luôn. Đấy, nhưng cái vấn đề là bây giờ tôi ra con Eco, tôi đang là coi như là ok rồi nha anh em nhá. Giữ được máu rồi, hay là thôi cứ từ từ. Bình tĩnh. Đấy, mà nó cũng khá là hợp lý đấy. Tôi thấy là cũng hợp lý đấy. Quả này thua thì được có thêm. À đây rồi, được rồi. Úi ôi, đây rồi anh em ơi. Thế là Glacier Medu à? 6 Glacier Medu đúng không? Có phải không? Chưa biết. Chốt đồ như này là chúng ta sẽ không đánh mết được rồi. Chốt đồ như này là chỉ có đánh tay thôi anh em nhá. Đấy, không là bắn trưởng được. Nhưng mà chơi cái gì thì tôi vẫn chưa biết. Thế là tôi cũng bản thân tôi không biết, nên là tôi không nói cho anh em mà tôi đang chơi cái gì đâu. Anh em ạ, những cái giai đoạn kiểu như này ấy, rất nhiều anh em sẽ có một cái thắc mắc. Đấy là ông ấy đang định chơi cái gì, đúng không? Thực ra là tôi chưa có định chơi cái gì hết. Anh em không phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Cái giai đoạn này là nó chưa ra một cái gì luôn. Bây giờ nó ra cái con Medu này, nó tạm thời nhá. Nó là Glacier Medu. Nó chỉ là tạm thời thôi. Đấy. Còn có hay không cái việc chơi cái đấy thì nó còn vẫn còn chưa. Nó còn phải xem là con Medu này nó có lên được 2 sao không. Đấy, nó còn phải xem là tí nữa nó ra được thêm cái gì. Từ từ nhá anh em nhá, bình tĩnh. Những cái giai đoạn này là chưa có cái gì để mà có thể chơi được đâu. Chưa chốt được. Đấy, tôi lại up cấp tiếp lên cấp 7. Cứ up dần lên 7 thôi. Lên 7 rồi lên 8. Đấy. Lên 7 rồi chúng ta có thể lên 8 luôn. Có thằng nó sang nó soi tôi kìa. Gì đấy bạn ạ? Mẹ cắn máu nó được có một máu ấy. Anh em ạ, đen quá đấy mà thôi. Tôi cắn máu lên rồi nó được có một máu. Dã man. Thật sự là như thế luôn. Rồi, món đồ này từ từ anh em nhé, chưa để xem nó là cái gì. Ra 14 rồi, lốt round này rồi tôi sẽ comeback. Đấy. Ngay ra 16 là có thể là chúng ta sẽ gặp cái thằng Ad và chúng ta sẽ cắt chuôi đấy. Lốt round này thôi anh em ạ, trận này có Glitter nhá. Anh em ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Không được, không được, không được, không được. Không chơi được. Không chơi được Glacier đâu. Đây rồi, đây là cái cơ hội để chúng ta đá sang cái bài khác đây rồi. Anh em ạ, không chơi được nha anh em nhá. Không chơi được. Glacier phải Eco anh em ạ. Đây nó không phải là Glacier xanh, Glacier đánh chuỗi thắng. Mà đây là Glacier Eco. Đấy. Tí nữa còn một chút máu ấy. 20-30 máu à, tí nữa gặp Glitter ấy. Thì toàn không được. Glitter là counter ở bộ Glacier. Counter rất là mạnh mẽ luôn. Tôi tính là tôi chuyển sang cái gì. Trận này 6 đỏ đó. 6 đỏ à? 6 đỏ thì nó lại thiếu một cái. Đấy chính là cái con Omen. Trận này không có Omen. Vấn đề là thế. 6 Warlock. 6 Warlock không được. 6 Warlock thì cái thằng Eco cùng với tôi ấy, thằng ấy nó surfarm cái bộ Witcher đấy anh em ạ. Đấy. Anh em biết tại sao mà tôi đầu game tôi bỏ bài hết ra không? Bởi vì tôi biết là có thằng nó surfarm bộ đấy. Tôi muốn đấm cái thằng mà surfarm bộ Witcher. Nếu mà bây giờ chúng ta chơi một cái bộ mà bị bộ Witcher đấm cho ấy, thì rõ ràng là chúng ta sai. Không anh em, không chơi bộ đấy nhá. Từ từ tôi tính nữa nào. Bây giờ ra đỏ này, ra Glacier. Thôi được rồi, bỏ bài vào đã. Bỏ bài vào chơi đã.
Đây nó không phải là chơi tạm nữa mà thôi, mà chơi luôn. Anh em ạ, ra hai con sờ tôm Saman, khả năng là tôi chơi luôn. Nhưng không có chơi tạm nữa, với tầm này chơi tạm làm cái gì. Lấy luôn cái món này đi. Ok. Rồi, ok. Át đến đây bạn ơi. Đùa, rát tính toán. Thôi xong rồi anh em ạ. Đấy, nó có cái sự khác biệt đấy anh em ạ. Anh em thấy cái sự khác biệt chưa? Đó là cái sự khác biệt đấy anh em. Cắt chuối cộng 8. Mặc dù là Eco mất nhiều màu hơn đấy, nhưng mà chưa chắc là thằng Eco nào là ăn thằng Eco nào đâu anh em ạ. Nó có cái sự khác biệt đấy. Rồi, lên 8 thôi. Thậm chí là chúng ta lên 8, chúng ta kẹp 4 Glacier vào. Chuẩn luôn. Tạm thời là như thế đã. Medusa lên 9 nha, vào sao. Quá tuyệt vời. Tính toán chuẩn luôn. Không trượt phát nào anh em ạ. Bây giờ từ từ nhá. Chúng ta có lên up luôn lên 9 không? Lên 9 luôn anh em nhá. Cho vào lên 9 luôn. Ui chết mẹ, không kịp rồi anh em ạ. Còn mấy giây thôi được rồi. Không kịp. Ấn đến 38 kia nó ấn. Tôi tính toán là nó có phải ấn khoảng 5-6 phát. Nên là không kịp rồi. Còn nó còn có 6 giây thôi anh em ạ. Thôi để ra sau. Tôi sẽ lên 9. Quá tuyệt vời. Lên 9. Lên 9 không phải là để là tôi giữ được cái chuỗi đâu. Tôi chưa có chuỗi. Anh em biết lên 9 thì làm gì không? Lên 9 thì tôi đấm nhà Witcher đau hơn đấy anh em ạ. Xác định là bây giờ chúng ta đang ở trong cái chuỗi series đấm Witcher anh em nhá. Đấy là tôi xác định là tôi cái thằng đầu tiên tôi xử lý đó chính là thằng Witcher. Thế là chúng ta up lên 9 luôn để đẩy cho nó căng. Rồi, lấy cái món đồ này đây. Nó sẽ giúp cho chúng ta có mana để đánh nhau với Witcher. Witcher là một cái bộ mà nó sẽ hút mana của tôi, nên là tôi cần phải có tăng cường cái việc là tăng mana. Ok. Rồi. Vớ vẩn có chuỗi đấy, round sau thắng nữa có chuỗi chưa? Chưa. Phải đến round 22 mới có chuỗi cơ. Ui. Ê, thế thì từ nha. À, thế nó lại thế này à? Ui rồi. Thế thì nó lại là như này anh em ạ. À. Đó anh em ạ. À. Thực ra chúng ta không phải tính trước chúng ta chơi gì đâu. Cho đến khi mà chúng ta ra được những cái con cò. Tôi lúc đầu tôi không có ý định để chơi Saman đâu, nhưng mà đây. Chuẩn rồi anh em ạ, chuẩn chỉ rồi. Chuẩn con nhà bà chỉ luôn. Xong rồi đấy. Chính xác nó là Saman. Vậy là nó sẽ là Saman anh em nhá. Ok bạn ơi, ok rồi. Ok, 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 đẩy được không? Saman nhưng mà không tăng được mana anh em ạ, cay thật. Ok, ok, vẫn đẩy nhiều, vẫn đẩy nhiều. Ồ, 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 ồ. Nào, ui ôi, 36 máu à. Ui, cọc này, từ từ nhá. Thế là chúng ta đã chơi gì, chúng ta chuyển sang, chúng ta chơi cọc kẹp với cả Saman. Ok. Không có Glacier Saman nữa. Ra như này là chúng ta kẹp cọc rồi, bây giờ thiếu con tư tế thôi anh em ạ. Đây nó gọi là thuận theo ý trời đấy. Gió chiều nào thì thuận theo chiều đấy. Cứ ra bài như nào là tôi đá theo cái bài đấy thôi anh em ạ. Tôi không cần biết là bây giờ tôi đang chơi gì luôn. Anh em nhá. Tôi không cần biết là tôi đang chơi gì. Đến bây giờ anh em bảo là tôi đang chơi Saman đúng không? Không anh em ạ, tôi đang không chơi Saman. Không, tôi không chơi Saman đâu. Anh em ạ, anh em đừng tin. Anh em nhìn như thế anh em tưởng tôi chơi Saman thôi. Bởi vì là bây giờ nó đang cho tôi. Hay quá nhờ, trời ơi. Quá ok luôn. Đủ đồ mana đấy anh em ạ. Trứng này. Cả heo à. Heo này cho vào đấy 4 đỏ được này. Được.
Sáu đỏ sao? Sáu đỏ kẹp với cả Squire à? Sáu đỏ kẹp với Squire. Không được, thế thì không kẹp được 4 cọc thì cũng không ngon lắm. Chơi bây giờ mà ra được con Khan là chúng ta chơi 4 cọc rồi anh em ạ. 4 cọc là ok nhất rồi. Cứ từ từ, bình tĩnh. 9 assassin này. Ra ngộ không. Ok, chúng ta sắp có chuỗi rồi đấy anh em. Sắp có chuỗi rồi. Rao này, rao nữa là có chuỗi. Ui, có chuỗi luôn này. Tôi tính nhầm anh em ạ. Rao này là có chuỗi luôn rồi. Ồ, linh hồn ánh sáng á. Thế à, linh hồn ánh sáng à. Thế thì Saman rồi. Linh hồn ánh sáng nên là Saman rồi. Saman kẹp vào linh hồn ánh sáng kẹp với cả cọc à. Đủ không? Đủ. Bộ này cũng là một trong những cái bộ tâm đắc đó. Anh em ạ, bộ này cũng là một trong những bộ tâm đắc của tôi đấy. Luyện nói chung là nó cũng rơi vào đâu đấy. Nó tầm khoảng thông thạo 9-10 rồi. Yên tâm. Ui nhưng mà rao này đổi. Rao này sai quá anh em ạ. Rao này tôi để cái con Medusa ra sớm quá. Ai biết đâu là gặp cái thằng Witcher ở rao này. Ui thiệt chết rồi, mất chuỗi cho nó à. Thế thì căng quá nhở. Ôi trời ơi, mất chuỗi cho nó đẩy 14 vào luôn. Nhờn thật sự. Có Medu ở rao trước kẹp hai Glacier thì không mất chuỗi đâu. Đấy, nhưng mà tôi cho các con này vào hơi sai. Sai lắm luôn, sai lắm luôn. Hai sao mới chơi được cơ, một sao mới chơi được. 38 màu à. Thực ra thì vẫn cứ bình tĩnh thôi. Chưa đến lỗi mà phải quá là sợ. Bình tĩnh á. Tiết kiệm tiền á anh em ạ, tiết kiệm tiền á. Chúng ta sẽ lên 10 dần. Từ từ bình tĩnh. Chỗ này chúng ta kẹp với cả 4 cọc. 4 cọc kẹp với 4 Saman. Kẹp với con Light Spirit là chúng ta đã đủ bộ rồi. Nên là chúng ta sẽ không có slot nhét được con heo vào đâu. Tôi tạm thời tôi bán con heo đi ạ. Ok. Lên 10 đó. 26 đủ tiền lên 10. Sau đó chúng ta xả một mạch nha anh em nhá. Tất nhiên là tôi sẽ lên 10. Cái lý do bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ chúng ta ra Light Spirit. Đấy, chúng ta ra Squire Khan. Đó là những cái con tướng mà chúng ta đã được ra. Và bây giờ chúng ta lên thẳng 10, chúng ta run để chúng ta kiếm những cái con đấy thôi. Chứ còn chúng ta không lang thang ở 9 hay gì cả. Đấy, cái tỷ lệ ở ra 5 đô rất thấp. Và có một cái nữa đấy chính là cái việc là gì? Là nó sẽ không kích hoạt đủ cái Celesi cho tôi. Đấy. Tôi quyết định tôi lên 10 anh em nhá. Trận này cũng có cái thằng chơi Mid Shaman này. Trận này tôi khả năng là tôi sẽ không chơi Mid Shaman. Có rất nhiều lý do chúng ta không nên chơi Mid Shaman ở trận đấu này. Một trong những cái lý do đấy chính là cái thằng Witcher anh em ạ. Vừa nãy tôi đánh giá nó hơi thấp, bây giờ tôi đã đánh giá nó là cao hơn một chút rồi. Thế là nó có khả năng là nó sẽ lên được 10 đấy. Nên là chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận. Đánh mết ấy mà để cho Witcher lên 10 kẹp với cả 4 Warlock, kẹp với cả 4 Glacier không ăn được đâu. Đấy là chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ phải không được đánh mết, mà chúng ta sẽ phải chơi một cái đội hình gì đấy mà cái đội hình nào đấy mà chúng ta sẽ gọi nó là một cái con đường, một trong những con đường mà chúng ta có thể đi. Đấy. Và con đường này nó mang tên là gì? Lối thoát. Dã man. Chúng ta phải tự tạo ra cho chúng ta một cái lối thoát đã anh em ạ. Bình tĩnh, đánh mết xuống hồ ấy. Nhìn thấy trận này nó kẹp cá vào luôn. Thôi anh em ơi, không được, không được. Liếc nhanh chúng ta cũng có thể thấy được rồi. Bình tĩnh, lấy đồ này, lấy đồ bánh tay thôi anh em ơi. Tí bánh tay, không lấy đồ bắn trưởng anh em nhá. Có chả may mà ra mấy cái đồ bắn trưởng thì thôi thì cũng kệ thôi. Trận này là không có bắn trưởng được. Biết game là bị bắt lạt đấy. Tí nữa cứ cầm mấy cái đồ bắn trưởng đi. Xong đến lúc nó BKB vào, nó kẹp cá vào rồi lúc đấy khóc. Rồi 6 Saman cái đã này. Đấy, ui, quá tuyệt vời. À được.
Trời ơi, đây đủ 6 Saman rồi này. Ok nhá, 6 Saman kẹp với cả 4 cọc và một cái con Line Split hay sao. Quá tuyệt vời. Được vào đấy anh em ạ. Được vào đấy. Xếp lại đội hình một chút. Ok chưa? Rồi, xem nào. Ủa cẳng ấy nhở. Thằng kia đó. Nó đang cố để nó kiếm mấy con Fallen 3 sao. Đang cố kiếm con Fallen 3 sao, đang sự roll hết tiền ở 9 rồi, ra thêm một con nữa. Con 2 sao nữa rồi, còn thiếu. Thiếu một con 2 sao nữa thôi là nó lên được 3 sao. Đấy. Rồi nha, khỉ này. Ngộ không kẹp khỉ à? À quên nhầm. Ngộ không lại kẹp khỉ. Ô tiền sư, ngộ không sao lại kẹp khỉ. Khỉ kẹp với Line Speed. Chưa có slot tạm thời. Nhưng mà cái con này có thể dùng được. Cũng chưa biết là sẽ dùng vào cái việc gì cho con khỉ này. Nhưng mà cứ lấy đã anh em nhá, cứ lấy đã. Medusa thì cũng sắp lên 2 sao. Nhưng mà nếu mà ra khỉ rồi thì khả năng là sẽ bỏ Medu sớm. Tầm này Medu là cũng không uy tín lắm đâu. Lên được level 10 rồi, kiếm 5 đô. Trận này có cả Sailing, có rất nhiều con 5 đô ngon. Cũng chả việc gì mà phải cố gắng là lấy một cái con Medusa cả. Ok bạn ơi, ui thằng này đi rồi. Mạnh lắm anh em, 6 chúng ta 6 Saman. 6 Saman kẹp 4 cọc. Vô lần cứ chờ đừng đấm xong cái cọc thì cũng là bay màu. Khỏe thế này thì thôi nhỉ. Chúng ta đang có một con đường chảy toàn hoa hồng rồi thì chúng ta cần gì phải có một cái con đường khác nó mang tên là lối thoát nữa đâu. Tôi đã coi như là lo xa quá rồi, lo xa quá rồi. Thực sự là chúng ta đang lo xa rồi. Ok. Ui đây rồi. Tôi xả hết tiền cái đao này, tôi đẩy chết thằng Fulan đi nhanh em nhá. Trước khi nó lên được 3 sao. Ok, ra đi. Trời ơi, ra một con 2 sao Saman nữa nào. Ui, khỉ 2 sao này. Ok. Ui, không. Khỉ 2 rồi. Ok. Bán ngoài đi. Từ đã nha. Khỉ 2 rồi này, nhưng mà Saman thì vẫn chưa 2 sao. Thế thì vẫn hơi yếu đấy. Saman nó phải 2 sao luôn. Nào. Anh em biết tại sao mà tôi chuẩn bị cả Medu, tôi chuẩn bị cả cái con Laga ở dưới không? Nếu mà anh em xem những cái clip Counter Witcher rồi thì chắc là anh em không phải giải thích nhiều. Đấy, còn nếu mà anh em chưa xem thì tôi cũng xin giải thích cho các anh em chưa xem. Đấy chính là cái bộ Witcher nó bị Counter bởi 4 cá anh em nhá. Nó bị Counter bởi 4 cá. Đó. Đó chính là lý do tại sao tôi chuẩn bị cá sẵn ở đây. Tí nữa có con Tsunami nữa. Ok, trứng này. Ủa, trứng này bây giờ tôi đập cho con Khan à. Khan 2. Bây giờ chỉ đập cho Khan hoặc Tesu. Tí nữa đợi Tesu ra đập trứng cho Tesu. Hoặc là Squire. Squire cũng được. Squire cũng được. Nhưng mà nếu mà đập sớm thì có ra Khan 3 sớm thì cũng ngon, đúng không? Không đập được. Chúng ta chưa có con Drui. Hay là bán bố con Medu đi rồi con Drui nhỉ? Đẩy sớm. Đúng không? Theo anh em tôi có lên là xả hết tiền để tôi đẩy sớm không? Tôi bán bớt đi tôi xả tiếp ấy. Đây rồi, đẩy chết nó được không? Đẩy chết nó được không? Nó ra là cái con Fallen 3 sao kìa. Khó rồi. Ôi giời ơi, Tuấn ơi. Cắt chuỗi đó. Ăn được. Ăn được. Úi giời ơi anh em ơi. Úi giời ơi anh em ơi. Thế thì tức là gì? Tức là đây là con đường mà chúng ta là đấm được đối thủ đấy. Chúng ta sẽ không cần lối thoát đâu anh em ạ. Thế này là đủ rồi. Đấm sấp mặt luôn. Vậy là thậm chí chúng ta không còn kẹp cá anh em nhá.
Ok, không cần kẹp cá cũng có thể đấm được cái thằng Fallen Witcher 3 sao kẹp với ở Witcher. À cái gì cơ? Ronaldo ZVL. Ôi giời ơi, thế cũng giống như là con Fallen Witcher 3 sao. Nó cũng dễ thật đấy. Dễ thật. Fallen Witcher lên 3 sao chắc là nó cũng không khó lắm đâu. Giời ơi, chó chê mèo lắm lông à. À thế à. Hay là bạn không tự tin? Bạn nhìn thấy tôi như này bạn sợ thua? Fallen Witcher 3 sao thì tự tin lên. Trời ơi, Fallen Witcher 3 sao là nó cũng khỏe lắm chứ nó không yếu đâu. Có cần gì là phải là sang bàn đối thủ xong rồi là phải khét như thế không nhỉ? Đấy rồi. Cái thằng đấy là nó muốn đấm tôi lắm ấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì lấy tôi phá chuỗi của nó mà. Chỉ chắc là nó sờ pha mấy bộ đấy thôi thì đương nhiên là tôi sẽ phải là có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt rồi. Anh em cứ yên tâm, tôi gặp mấy cái thằng Witcher tôi chăm sóc đặc biệt lắm. Đấy rồi, lên 2 sao nhá. Ok. Với 6 cái con Saman này thì tôi sẽ tự tin là tôi sẽ đấm nó lao sau bay màu. Đấy, gặp đi bạn ơi. Liệu rằng chúng ta có gặp nhau đúng người đúng thời điểm? Có bao giờ nó là như thế? Cho đúng người đúng thời điểm cái nhờ. Đến rồi đấy, đến lúc rồi đấy, đến lúc rồi đấy. Đến là đón, đến là đón. Đến là đón. Ôi thằng này nó khôn quá anh em ơi. Nó bỏ cái Berlin ra rồi. Không ổn. Không ổn anh em ơi. Ôi tôi chết mẹ rồi. Khó nha, khó chịu nha. Ô kìa bạn ơi. Đéo đấm được. Nó chết rồi anh em ơi. Nó khôn quá nên bắt tôi nó bỏ cái Berlin ra anh em ạ. Nó để nó kê ở đấy thì nó lại không có tác dụng với cọc rồi. Khổn đấy, khổn đấy. Anh à, bài toàn khó anh em ạ, từ từ nha. Cái thằng đấy nó cái thằng mà chúng ta cần giải chứ không phải là mấy cái thằng kia đâu. Cái thằng, mấy cái thằng kia thì vô tư. Còn cái thằng, thằng này thì làm thằng này thì làm thế nào nhỉ, từ từ nhá, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta cần phải suy nghĩ. Bài toàn khó. Ok, từ từ bình tĩnh. Chưa, tôi chưa chết được đâu anh em. Anh em cứ bình tĩnh, anh em không phải lo cho tôi. Anh em cứ bình tĩnh. Tôi còn đang lo cho tôi, còn chưa xong cái này. Anh em không phải lo cho tôi nhá, tôi đang lo cho tôi. Đấy. Mà ở chứ, nó khôn quá rồi, nó bỏ cái Blink ra. Bình thường mấy cái thằng mà nó chơi nó cũng ít thông thạo ấy. Ơ kìa. Cái nhóm Fallen biến cái gì đấy. Ôi tôi chết rồi. Gặp Mesaman nó đẩy cái này. Có không? Có không? Không, bạn ơi. Đi đi bạn ơi. Chơi trùng bộ với tôi. Bình thường mà cái thằng mà nó chơi Witcher mà nó lon tay ấy thì nó bình thường là nó vẫn lấy để cái Blink bởi vì cái Blink chân phải anh em ạ. Nhưng mà riêng cái trường hợp này thằng này nó khôn quá. Như nào nhỉ? Từ từ nhá. Bài toán này nó vẫn đang cần phải suy nghĩ. Cay nhỉ? 6 Saman không đấm được nó à? 6 Saman không đấm được nó thì 6 Saman mà kẹp với 4 cọc để counter coi như triệt để lắm rồi đấy nhá. Thằng ấy nó nói chung ấy là nó cũng phải gọi là thằng ấy nó sơ pham với bộ đấy nhiều, nó thông thạo. Nhưng mà sơ pham nhiều thông thạo đấy, thông thạo đấy. Thôi tạm thời xử lý cái thằng này đã. 9 Assassin này. Ấy mà 9 Assassin này thì chưa đi được. Nhưng mà nói tóm lại là gì là chắc là cũng sắp đi thôi. Gặp tôi mới ra mà đi thôi mà. Đấy thế nên tôi mới nói với anh em là thực ra những cái thằng này thì nó không sợ. Cái thằng đang có chuỗi kia mới là cái thằng đáng sợ nha anh em nhá. Nó lên con Fallen 3 sao rồi. Tí nữa nó sẽ up lên 10. Nó sẽ là 4 Glacier kẹp với cả 4 Glock nó ở 10 rồi anh em ạ. Thôi chết rồi. Toàn. Tại sao lại như thế nhá? Làm sao đây? Úi dồi, thế mẹ đánh chờ chết à? Từ từ nha, bình tĩnh nha, tôi bây giờ tôi không biết tôi lấy cái gì. Từ từ nha, bình tĩnh nha, nghĩ đi Tuấn ơi, nghĩ đi. Tuấn ơi, nghĩ đi, phải có một cái chìa khóa. Phải có một cái chìa khóa để mở cái cánh cửa dẫn ra cái lối thoát.
Mẹ vừa lấy, nói chung là bảo là lối thoát ấy, nhưng mà bây giờ tôi cứ nghĩ ở đây nó chính là cái lối thoát rồi, anh em hiểu không? Tôi nghĩ ở đội hình này nó đã là cái lối thoát rồi, để ăn được rồi, không phải. Vấn đề là nó đeo ăn được. Đấy, đây này, Glacier này anh em này, Glacier, 6 Glacier kẹp với cả con Medu ấy. 6 Glacier, nhưng mà thằng này không kẹp Medu, nó lại kẹp cái con này á. Thế thì thua, đi rồi. 6 Glacier cũng không làm gì được nó anh em ạ. Trời ơi, tại sao mấy cái bạn mà chơi mấy cái đội hình counter mà không làm gì được nó sao? Ngay kể cả bản thân cái đội hình mà tôi đang chơi cũng là cái đội hình mà là cái đội hình counter nói chứ. Đâu phải là không đâu. Đội hình này rõ ràng là counter nếu mà nó cầm cái blink. Rõ ràng là đây nó là một cái đội hình mà counter nếu mà nó cầm cái blink. Nó xuống nó đấm hai cọc ở phía dưới. Đấy, nhưng mà nó lại không được cầm blink cơ anh em ạ. Thế bây giờ phải làm thế nào để bắt buộc nó cầm cái blink cơ? Thế mới cày. Bây giờ làm nào để bắt buộc nó phải cầm cái blink thì mới chơi được. Nhưng mà làm thế nào thì tôi chưa biết. Cay nhỉ. Thực ra con game này nó có một cái thế cờ nó rất là hay. Mà tôi phải chia sẻ với anh em, nếu mà anh em ở một cái đỉnh cao hơn, một cái trình độ cực cao, thì anh em sẽ có một cái thế cờ, tức là khi mà anh em ra một cái thế cờ mà đối thủ không thể làm có thể thoát được ấy, tức là nó là không lối thoát. Đấy, có một cái thế cờ kiểu như thế. Thì tự nhiên tôi lại nghĩ ra cái thế cờ đấy anh em ạ. Tự nhiên tôi lại nghĩ ra. Đó, thế cờ không lối thoát giống như cái việc anh em chiếu tướng ấy. Ở trong cái cờ tướng hoặc là cờ vua á, nó có một cái thế cờ đấy, chính là thế cờ mà tiến hay lùi thì đều bị dính chiếu tướng. Đấy, tức là nó sẽ khóa chặt cái con tướng lại, khiến cho đối thủ không thể nhích được, không thể chuyển được sang những cái bộ khác để counter được. Đó, sẽ phải có một cái thế cờ như thế dành cho đối thủ trong trận đấu này. 27 máu hết tiền, không biết là có làm được không. Bình tĩnh nha, bây giờ phải xếp bài để giữ máu đã. Phải dãy chết đã anh em ơi. Phải dãy chết đã. Thằng này nó khôn lắm, nó bỏ cái blink ra rồi. Bây giờ phải dãy chết. Bây giờ phải dãy chết đã. Mỗi round mất một con thôi. Mỗi round một con thôi. Một con thôi. Thế thôi, thế được rồi. Thế rồi, tôi chỉ cần thế thôi anh em ơi. Xong nhá. Giải quyết xong thằng Assassin vừa là solo. Đây nó là đúng là solo rồi đó này. Đến giai đoạn solo rồi. Ok bạn ơi, đấy. Từ từ bình tĩnh, chưa đủ bài, chưa đủ bài. Từ từ đã. Rồi đã. Đây rồi. Đây rồi bạn ơi, từ từ đã nhá. Chưa được. Bình tĩnh. Giây cuối. Giây cuối, từ từ nha, bình tĩnh, giây cuối. Ơ, tôi chết rồi, quên mất cái con God of Light chưa mua. Ôi giời, con God of Light run ra chưa mua. Trời ơi, tôi đang hứng thú quá, tôi chưa mua, nhưng không sao, vẫn đỡ được. Ok, gần được. Phải sơ suất quá anh em ơi, sơ suất quá. Chưa mua con nai anh em ạ. À. Tôi run ra nhưng mà tôi quên mất, tôi không bỏ xuống. Ôi xong rồi. Đối thủ chắc là cũng đang là vui lắm đây, nhưng mà chỉ vui đến thế thôi bạn ơi. Vui đến cái lúc đấy thôi. Đến cái round này vui hộ lần nữa nhá. Từ từ bình tĩnh nhá. Đây nó là không lối thoát đấy anh em ạ. À. Chiếu tướng. Chiếu tướng rồi. Bây giờ thì lắp blink hay không blink thì cũng chết. Xong chưa? Trời ơi. Siêu phẩm. Cứ bình tĩnh anh em nha. Từ từ tôi cho anh em xem. Siêu phẩm đây rồi. À tôi chết rồi, quên mất. Lại bị một cái nữa. Chưa đúng. Rao sau nha anh em nhá. Rao sau. Rao này chưa đúng nhưng mà gần đúng. Bài toán sắp được giải. Rao này chưa chết được. Ok. Ui chết không? Ba con. Ui đừng bắn ơi. Đừng. Ui còn ba máu. Ừ. Thế thì xong. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi. Cái rao vừa rồi hơi sai một chút. Bây giờ là mới chuẩn này anh em này. Bây giờ thì chắc chắn là thắng nha anh em nhá. Vừa lấy là sai, bây giờ mới là thắng. Bây giờ anh em biết là cái điều tôi muốn làm là gì không? Cái con Fallen của nó ấy,
nó chúng ta sẽ không thể cướp được con Fallen của nó đâu, nhưng chúng ta sẽ thu phục được hai cái con đệ của nó. Nó biến ra hai con đệ, đó chính là nó biến ra hai con của tôi anh em ạ. Và câu trả lời cuối cùng của tôi, chiếu tướng. Ok bạn ơi, thấy chưa, hai con Fallen Witcher có đồ nhá, hai con Fallen Witcher có đồ, nó chỉ có một mình nó thôi. Vậy là chúng ta được hưởng tất cả đống đồ cam ở trên người con Fallen của nó. Ôi rồi ôi anh em ơi, tôi được hưởng tổng cộng nó là bao nhiêu món? Chúng ta có thêm hai con Fallen Witcher với tổng cộng 12 món đồ cam, anh em biết không? Hết cờ rồi, đối thủ không thể nào có thể dễ đổi đâu. Ôi. Đối thủ thua luôn, đối thủ quyết luôn. Anh em thấy không? Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi counter cái bộ Witcher tận chân răng cái tóc luôn. Bởi vì làm sao, tôi đã thông thạo 10 cái bộ Witcher rồi anh em ạ. Chính vì thế tôi biết cách counter nó một cách rất là triệt để. Kể cả là đối thủ có thông thạo 10 cái bộ đấy chăng nữa, có coi như là xếp bài siêu cao thủ chăng nữa, sờ farm bộ đấy 1000 trận thì chăng nữa, vô tư gặp tôi thì cũng đấy, cũng phải chịu thua thôi anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì mời anh em xem clip bên phải, một siêu phẩm mang tên Không Gian Ngưng Động anh em nhé. Dồn toàn bộ đồ cho Dominator về kết. Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái để xem siêu phẩm Thông Thạo 10 top 1 rank thách đấu anh em nhé. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.